Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm ngày giải phóng thủ đô được triển khai sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thủ đô và nhân dân trong cả nước, người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam. Cuộc thi gồm hai vòng thi, vòng sơ khảo và vòng trung khảo. Trong đó tại vòng sơ khảo, thí sinh tham gia thi trắc nghiệm trực tuyến trên nền tảng www.tuyengiaothủdo.com.vn. Với 12 tuần thi tương ứng với 3 tháng, 3 chủ đề gồm: giai đoạn 1, bộ câu hỏi chủ đề tiến về Hà Nội. Các câu hỏi xoay quanh giai đoạn lịch sử từ khi thành lập Đảng bộ thành phố đến ngày giải phóng thủ đô. Giai đoạn 2, bộ câu hỏi chủ đề Hà Nội thủ đô ta đó. Các câu hỏi xoay quanh giai đoạn từ sau giải phóng thủ đô đến nay. Và giai đoạn 3, bộ câu hỏi chủ đề Thanh thăng đường mới. Các câu hỏi gắn với việc thực hiện nghị quyết 15 của Bộ Chính trị và các chỉ thị nghị quyết khác có liên quan. Vòng trung khảo, 16 thí sinh có thành tích xuất sắc tại vòng sơ khảo tham gia thi vòng trung khảo, dự kiến tổ chức trong tháng 8 năm 2024 dưới hình thức thi sân khấu hóa. Với nhiều giải thưởng tuần, tháng, giải thưởng trung khảo hấp dẫn, bộ câu hỏi cung cấp hệ thống kiến thức đa dạng phong phú về lịch sử xây dựng, bảo vệ và phát triển thủ đô. Cuộc thi hứa hẹn sẽ lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân thủ đô và cả nước. Hãy chờ đón và sẵn sàng tham gia cuộc thi